Mới đây, công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất các thủ tục để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Hát, sinh năm 1983. Thi thể được phát hiện khi một nhóm người đi săn chim trong vườn tiêu. Trước đó ngày 10 tháng 2, chị Hát đã bỏ nhà đi. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội nhưng không có kết quả. Theo thông tin, chị Hát đang mang thai ở tháng thứ hai.